Phải muốn biết làm như thế nào đúng không? Muốn biết làm như nào? Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. High five với bạn của mình nói rằng là muốn biết thì phải hỏi và muốn giỏi thì phải học. Cái công thức thành công này gọi là ASK. Bao nhiêu trong số các anh chị đã biết cái công thức thành công ASK này rồi ạ? Đưa tay này. Và một số người. Vậy tôi chia sẻ cho các anh chị. A này là attitude, thái độ, hay còn gọi là tư duy, là suy nghĩ. S là skill, là kỹ năng. K, thầy, knowledge là kiến thức. Bây giờ thưa các anh chị, đây tư duy của anh chị đây, tư duy chính là cái này đây này, là ý chí này, là khát khao này, là ước vọng này, đúng không? Là những cái điều mà các anh chị mong muốn. Ví dụ tôi muốn gì? Tôi muốn thành lập và phát triển một công ty bền vững, đúng không? Tình yêu của tôi, khát khao của tôi và mơ ước của tôi là tôi làm thế nào để tôi xây dựng được một cái doanh nghiệp, đó, một doanh nghiệp bền vững. Đó, đây là doanh nghiệp bền vững. Có phải đấy là ước mơ của chủ doanh nghiệp không? Đó, hoặc là một đế chế kinh doanh trường tồn. Thì đây là cái ước mơ của tôi. Và tôi cháy bỏng với nó, tôi khát khao với nó và tôi đam mê nó. Nhưng bây giờ tôi không biết là vậy làm thế nào? Thì bạn phải trang bị cái gì? À, như vậy tôi phải đọc sách. Tôi phải đọc sách này. Các kiến thức. Đó, tôi phải đi học những cái kiến thức. Về gì ạ? Về bán hàng này. Đúng không? Tôi phải đi học bán hàng. Tôi đi học xem là những cái khóa học bán hàng hay đọc những cái cuốn sách về bán hàng đỉnh cao. Đó, xem là như nào. Thế rồi tôi phải là hiểu về tâm lý, đọc sách tâm lý về con người, bởi vì tôi muốn quản lý con người này, đúng không? Tôi cần phải quản lý con người, tôi phải đọc sách về nhân sự, hay là gì? Tôi phải làm sao quan sát và đọc những các cái vấn đề về tiểu sử về những người doanh nhân này, xem là doanh nhân người ta nghĩ gì, đúng không? Người ta phải hiểu xem cái gì chứ, đúng rồi. Hay là gì nữa? Tôi phải xem là những cái kiến thức công nghệ về ngành của chúng ta như thế nào. Ví dụ như anh Hải, anh muốn là trăn trở xem là làm thế nào đấy để mà sản xuất ra những cái linh phụ kiện cho bên chỗ máy xúc, máy ủi, đúng không? Thế thì cái công nghệ nào để sản xuất? Thế mình bắt đầu mình phải đọc. Anh Hải có muốn làm về cái đấy không? Muốn thì anh đã đọc chưa? Đúng chưa? Anh phải đọc thì anh mới biết được là vậy làm thế nào chứ, đúng không? Vậy anh phải đọc, anh phải nghiên cứu, anh phải đi tìm hiểu xem thế nào. Thế rồi các kiến thức về cái gì? Kiến thức về chính trị để mình còn biết được xem là con thuyền của mình lái trong điều kiện như thế nào. Thì đây tôi gọi là đọc tất cả những kiến thức về vấn đề chính trị, về vấn đề kinh tế, về các vấn đề mà để mà một chủ doanh nghiệp phải biết. Một chủ doanh nghiệp phải biết là cái gì? Là phải biết bán hàng, là phải biết quản trị con người, là phải biết quản trị công nghệ, là phải biết quản trị tài chính, là phải biết quản trị rất nhiều thứ, quản trị cả về chính trị. Bao nhiêu trong số các anh chị đồng ý rằng là kinh tế với chính trị nó phải gắn liền với nhau, giơ tay vào nói tôi. Thế cho nên là các ông doanh nhân ấy, ông đọc rất nhiều, ông đi học rất nhiều để ông nắm bắt được cái này. Đầy giáo sư, đầy tiến sĩ ra bán hàng, nó đập cho ông chết. Mấy ông dạy chứng khoán tài chính nhưng mà ra đánh chứng khoán tài chính rồi thôi là mất hết sạch tiền. Dạy chứng khoán đấy, dạy tài chính đấy. Cho nên là đừng có nghĩ rằng ông có kiến thức giỏi, ông có thể giáo sư, ông có thể tiến sĩ, ông có thể học rất giỏi, nhưng mà ra mà làm kinh doanh đi, ra mà đánh chơi chứng khoán đi, ra mà đầu tư đi, chết sập tiếp. Cho nên có cái câu vui vẻ là gì? Hãy làm như tôi dạy chứ đừng làm như tôi làm. Đó. Hãy làm như tôi nói mà đừng có làm như tôi làm. Đấy chính là những người chỉ biết về kiến thức thôi. Như vậy kiến thức không đủ, vậy thì đòi hỏi bạn phải làm gì ạ? Bạn phải có được những các cái là học những cái tôi gọi là kỹ năng. Ví dụ như là kỹ năng về vấn đề là kỹ năng bán hàng,
bạn cũng phải học những cái kỹ năng để bán hàng, bạn phải thực tập nó. Bây giờ bạn biết là ok, quy trình nó có 7 bước săn mồi của sư tử đấy, nhưng mà bây giờ mình phải ứng dụng vào và mình luyện nó để rồi mình trở thành là bậc thầy với nó, đúng không? Thế rồi bạn cần phải gì? Bạn cần phải biết các kỹ năng về quản trị con người. Bạn khi bạn nắm được tâm lý con người rồi thì bạn ứng dụng nó đưa vào trong quản trị. Kỹ năng về gì? Kỹ năng về điều hành, đúng không? Điều hành, kỹ năng về lập kế hoạch, đúng chưa? Hay là các kỹ năng về việc là kiểm tra, bạn kiểm tra như thế nào đối với công việc của mình, và rất nhiều các kỹ năng khác. Rồi kỹ năng về quản lý sản xuất chẳng hạn thế, quản lý vận hành, có nhiều các kỹ năng đấy. Nó cũng giống như đi xe đạp vậy. Như tôi dạy cái việc các anh chị là ấy, tôi dạy con tôi đi xe đạp, nào là bước 1, là bước 2, là bước 3, là nhưng mà đến lúc ngồi lên xe rồi là quên hết các bước. Đó. Vậy thì phải làm sao dạy cho con cái kỹ năng? Thì đây tôi gọi là ASK. Đầu tiên là phải là anh phải yêu, anh phải có khát khao, anh phải có gì? Ước mơ để anh thực hiện điều đó. Sau đó rồi khi anh có ước mơ rồi thì anh bắt đầu là gì? Là đi tìm cái câu trả lời là gì? Vậy how? Làm thế nào để tôi làm được điều đó? Thì cái này tôi gọi là gì? Phải đi trang bị kiến thức, phải đi trang bị gì ạ? Kỹ năng. Cho nên cái bước này tôi gọi là gì? Là bước mà chúng ta là sang đến bước số 2, chính là bước fitting. Đó, chúng ta sang đến bước số 2. Thì ở đây nó có cái chữ ASK. ASK tức là trong tiếng Anh là gì? Là ask, là hỏi nhé. Hỏi. ASK là hỏi. Đây. ASK là hỏi. Hỏi. Muốn biết làm như thế nào, đúng không? Muốn biết làm như nào? Muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. High five với bạn của mình nói rằng là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Vậy nếu như mà bạn muốn để mà biết xây dựng doanh nghiệp như nào thì bạn phải hỏi ai? Hỏi cái người đã xây dựng rồi ấy. Hỏi cái người mà người ta đã xây dựng thành công rồi. Đúng không? Hỏi ai? Hỏi mấy thằng bạn chưa bao giờ làm doanh nghiệp thì hỏi làm gì? Đúng không? Học từ những thằng mà nó không có doanh nghiệp nó đi dạy thì học làm cái gì? Cái đấy chỉ có học để biết được tại sao thì được. Chứ còn học để mà chúng ta điều hành, để mà chúng ta vận hành, chúng ta phải xem mà ai đã vận hành rồi. Thì cái đấy chính là bước số 2. Ok. Bước số 2, đây là giai đoạn tôi gọi là giai đoạn seeding. Giai đoạn seeding. Nhưng chính cái giai đoạn này lại là giai đoạn quan trọng số 1. Đó. Và giai đoạn này là giai đoạn quan trọng số 1. Bởi vì không có giai đoạn này thì không có tất cả các giai đoạn tiếp theo. Nếu như có cái này thì mới có cái sau. Và khi có cái này rồi thì các bạn biết rằng là đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn tôi gọi là fitting. Fitting tức là gì ạ? Là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng. Ví dụ cái hạt giống của bạn đây, nếu hạt giống của bạn không được nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng này như nào? Để cho nó nảy mầm. Thì muốn nó nảy mầm thì phải bắt đầu là cho nó có các rễ. Đó. Thì khi mà bạn có một ước mơ để làm chủ doanh nghiệp thì bạn bắt đầu làm gì? À, em bắt đầu tìm những cái sách để em đọc. Đó. Ví dụ như là thầy Tô Nhật có giới thiệu là sách bán hàng. Đó. Chẳng hạn như là sách Bậc Thầy Bán Hàng Đột Phá, hay là Những Chú Chó Bán Hàng. Đó. Học bán hàng đi, hay là Dẫn Đầu Hay Là Chết, toàn là những cái sách để mà mình có thể đọc xem là vậy bắt đầu bán hàng như nào. Chẳng hạn như là chỗ chị Hoa ấy, bảo là em là từ một người mà bên chỗ mảng chuyên viên đi lên, em không biết gì bán hàng cả, nhưng em lại muốn là mở ra chủ doanh nghiệp. Vậy thì điều đầu tiên mà thầy bảo với em là em phải đi là học bán hàng như thế nào, set up hệ thống làm sao về bán hàng. Thì chị Hoa đã đi học cái khóa Bậc Thầy Bán Hàng Đột Phá, về là chị Hoa đã set up được như chị Hoa đã chia sẻ đấy. Như vậy các anh chị phải xác định là chúng ta phải là bắt đầu cắm cái rễ đầu tiên. Ví dụ như là học bán hàng, đọc sách bán hàng, học về bán hàng. Đây là cái rễ đầu tiên và rễ quan trọng số 1 về cái kỹ năng của một người làm doanh nhân. Không biết bán hàng thì thôi, vứt mẹ cái ước mơ về làm doanh nhân. Đừng bao giờ nói là em làm doanh nhân nếu mà không biết bán hàng.
Các bạn hiểu, có hiểu không? Không biết bán hàng thì thôi nghỉ. Bởi vì bán hàng nó cũng là lãnh đạo, bán hàng cũng là phát triển bản thân. Cho nên là bạn phải bán hàng. Cho nên đây là chính là cái mầm đầu tiên. Thế thì, nhưng mà vấn đề là đi học rồi chứ chúng ta lại còn học theo cách nào nữa. Chúng ta lại hành luôn. Vừa học vừa hành, vừa đi học những khóa học, vừa đọc, vừa lên YouTube để xem những các cái chia sẻ của mọi người về bán hàng như nào, hoặc là đọc những bài về bán hàng, đọc sách về bán hàng, và cứ gặp những người bán hàng đỉnh cao để có gì được thơm lây cái ảnh hưởng tích cực của họ, cái năng lượng tích cực của họ, đúng không? Tham gia những câu lạc bộ bán hàng. Thế thì khi bạn mà làm bằng mọi thứ để bạn bán hàng giỏi, và tại sao các tỷ phú toàn bán hàng từ những năm rất sớm? Bọn tôi 15 tuổi tôi đã được trải nghiệm bán hàng. Anh tôi từ lúc thời kỳ sinh viên đã là rất xuất sắc về cái việc là đấy, tổ chức cái trò chơi xổ số ấy. Rất xuất sắc. Nên tôi nhìn thấy các triệu phú ở đây cũng đều là những người bán hàng rất trẻ, rất sớm. Ra đời rất sớm, xông pha vào rất sớm. Rất nhiều người nhân viên kinh doanh cứ sợ rằng là mình thiệt, bán hàng nhiều, sợ rằng mình thiệt, ông chủ toàn giàu có mình á. Xin lỗi các bạn luôn, nếu bạn bán hàng càng cao, càng đỉnh cao, ông chủ sẽ càng gì? Biết ơn và trân trọng bạn, và dần dần ông chủ sẽ muốn bạn sẽ trở thành ông chủ cùng. Tội gì các bạn không bán hàng giỏi, đúng không? Các bạn cứ chỉ sợ thiệt thôi. Cái ngu dốt của nhân viên ấy, là chỉ muốn thôi, trả lương tôi thế, tôi chỉ bán thế thôi. Thế đấy là cái ngu đó. Tôi nói là ngu, nhưng mà đứa nào ấy, cứ lăn vào, bán thật nhiều, nhiệt tình vào, nó càng phát triển lên thì nó lại càng gì là được ông chủ, bà chủ trân trọng và lại nâng tiếp lên và trả lương cao, và thậm chí là gì? Thôi em ạ, anh nghĩ rồi, bây giờ em cũng rất là giỏi và em thay anh điều hành được rồi. Thế thôi em hãy lên thay anh ở cái vị trí là điều hành chung, và anh sẵn sàng là bớt cho em chừng này lợi nhuận để anh còn đi setup cái mới. Và bọn tôi là như vậy. Thế cho nên các bạn ở đây nếu đang là nhân viên, giả sử các bạn chưa có là làm chủ, thì các bạn cũng đừng sợ thiệt. Đứa nào mà suy nghĩ mà thiệt về mình là làm theo kiểu dạng giữ mình, thôi anh trả em thế, em chỉ làm thế, đấy là ngu, đó là đại ngu. Hãy cứ cho đi, hãy chìa trước đi, hãy ông quăng chân giò thì bò thò chạy rượu, đúng không? Cho nên là mình phải xác định, mà mình càng làm thì mình càng có nhiều kỹ năng. Mà ông chủ mà không biết giữ mình ấy, thì đấy là ông chủ dốt, đúng chưa? Thế còn ông chủ nào thông thái ấy, thì người ta giữ bằng được những người tài. Vậy cho nên là dạy gì mà không học, học rồi hành, hành thật nhiều vào và bán thật nhiều vào. Hãy mang lại thật nhiều lợi ích vào cho ông chủ của mình, rồi mình cũng sẽ được ông chủ mời ngồi lên mâm trên. Mâm trên là gì? Là mâm điều hành. Mâm trên là gì? Mâm của hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị người ta sẽ làm sao chia bớt cái phần mình. Và anh em tôi có được ngày hôm nay là cũng vì bọn tôi là cũng không thể làm tất ăn cả được. Cũng phải xác định là đào tạo anh em, bồi dưỡng anh em để xong cuối cùng là anh em cũng phải là gì? Cũng phải được hưởng chứ. Cũng phải được gặp chứ. Đấy là cái dễ thứ nhất. Ok, rồi bạn đi làm, bạn cũng phải về, bạn cũng phải có cái tiết kiệm. Bạn tiết kiệm để rồi bạn còn phải chuẩn bị cho việc đầu tư. Bạn tiết kiệm để bạn còn chuẩn bị cho mình cái hành trang. Ví dụ bây giờ bạn đang là nhân viên, bạn bảo là nếu như bạn có kiếm được 10 triệu, bạn tiêu 11 triệu, hỏi bạn giàu hay bạn rất nghèo ạ? Rất nghèo. Nếu bạn kiếm được 1 triệu đô la, bạn tiêu 1 triệu 01 đô la, bạn nghèo hay bạn rất nghèo ạ? Chắc chắn là sẽ nghèo, kể cả bạn có kiếm được bao nhiêu. Cho nên cái mà kỹ năng mà các bạn hay quên ấy, đó là cái kỹ năng và các kiến thức là quản trị tài chính, cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Đó. Cho nên cái vấn đề là quản trị tài chính, cho dù là cá nhân hay là doanh nghiệp. Thầy Robert Kiyosaki, thầy có viết cái cuốn Cha giàu cha nghèo, và cái ông mà bố giàu của ông ấy, là dạy cái thằng Mike là con trai, dạy cái anh Mike là con trai của ông ấy, và cũng là dạy cả Robert Kiyosaki. Đầu tiên là dạy bán hàng, sau đó là dạy gì? Dạy quản trị tài chính. Cho mày vào phòng tài chính kế toán, mày học về tài chính kế toán, cho mày xem cái tài chính kế toán. Và anh em tôi cũng vậy. Anh em tôi là cho những cái đứa mà chúng tôi rất là tin cậy, đầu tiên cho mày đi bán hàng, sau đó
cho mày về mày làm tài chính kế toán một thời gian, sau đó rồi mình cho mày hạch toán kinh tế, và rồi sau đó mày mới là cho đi điều hành quản trị. Chứ còn nếu như mà cái chân bán hàng nó dạy cho con người ta là biết chiều lòng người, biết đọc vị lòng người, đúng không? Chiều lòng người, biết đọc vị lòng người, rồi biết làm sao, biết đánh giày cho khách hàng, đúng không? Sẵn sàng đánh giày cho khách hàng, sẵn sàng quỳ xuống cho khách hàng, dẫm lên lưng mình để khách hàng là phát triển lên để mình được thơm cùng khách hàng. Đó chính là cái dịch vụ, đúng không? Nghề dịch vụ. Thế thì khi mà bị khách hàng chửi này, bị khách hàng mắng này, bị khách hàng la này, mà ly lợi thì người đấy mới giỏi. Người đấy mới giỏi. Thế là học bán hàng. Sau đó rồi thì học về vấn đề là ok, quản trị những cái đồng tiền của bạn. Tại làm sao mà có những người chỉ học hết lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, hoặc là họ chỉ học lớp 6, lớp 7 thôi, nhưng mà họ vẫn là những ông chủ cực kỳ giàu có, là bởi vì là thông minh tài chính của họ. Cần gì phải học đại học, cần gì phải học to. Nhưng mà nếu học đại học, nếu học về cao học mà bạn hiểu được những công thức tài chính, hiểu được những các cái thông minh tài chính, thì bạn cũng là gì? Cũng giàu có. Nhưng vấn đề là bạn không chịu học. Thì có cái cuốn sách là Nghĩ Giàu Làm Giàu ấy. Đó. Nghĩ Giàu Làm Giàu. Đây. Cuốn sách này này là dạy cho bạn trí tuệ thông minh tài chính. Hay là cuốn sách là Người Đàn Ông Giàu Có Nhất Thành Babylon cũng dạy cho bạn trí thông minh tài chính. Rồi cuốn sách là Bí Mật Tư Duy Tài Chính, Bí mật Tư Duy Triệu Phú của T.F. Baker cũng dạy cho bạn thông minh tài chính. Và nhiều các cuốn sách khác là đều dạy cho bạn là cái công thức giàu có. Thế thì ở đây ví dụ như là bạn muốn là làm thế nào đấy để biết cách là quản trị đồng tiền của mình, nhưng bạn không học thì bạn sẽ bị trả giá. Bạn sẽ bị trả giá cho cái điều đó. Đúng không? Nên là nếu bạn muốn để nuôi dưỡng cái ước mơ của mình, để làm thế nào đấy là ước mơ của bạn, bạn cảm thấy là nó chắc chắn sẽ thành công. Muốn chắc chắn thành công thì bạn phải làm thế nào cho nó có cái dễ này. Đúng không? Hay là bạn sẽ làm sao? Phải xác định là gì? Học về những các cái kỹ năng về vấn đề là quản trị, điều hành, đúng không? Doanh nghiệp. Khi bạn có cái khả năng về bán hàng, bạn tài chính, bạn phải biết được điều hành doanh nghiệp để bạn có thể rút dần ra, đúng không? Để bạn không phải làm tất ăn cả nữa. Bạn muốn làm thế nào đấy để bạn là gì? Là không phải làm tất ăn cả, mà bạn sẽ có được cái là những các cái thành viên trong team đội và biết cách bố trí. Nó đều có khoa học của nó, chứ không phải tự nhiên là làm theo kiểu dạng là tự tung tự phát. Rất nhiều người làm theo kiểu bản năng, và làm theo bản năng thì mới chết. Thì đấy chính là cái thứ ba, và nhiều các cái dễ khác, đúng không? Thì sau đó rồi thì cái mậm này nó mới mọc lên. Đó. Và lúc này là bắt đầu cái hạt giống của bạn nó mới mọc lên. Và ví dụ như anh tôi để mà biết bán hàng thì trước khi đi làm ở công ty cơ giới Đông Anh ấy, thì anh tôi đã bán hàng ở cái thời kỳ sinh viên rồi, tôi cũng thế. Thế nhưng mà khi vào công ty cơ giới Sơn Đình Anh thì anh tôi xin phép là sau 6 tháng anh tôi đã lập ra một cái gọi là đội, và anh tôi là đội trưởng đội số 5, đội trưởng đội xây dựng số 5. Và lúc đấy ông ấy xin là đi bán hàng, tức là đi lấy dự án về. Và đi lấy dự án về thì ông ấy xác định là sẽ nộp cái cơ chế cho công ty. Và ông ấy cũng học cái cách là gì? Thôi thì ông ấy sẽ tự là ghi chép tính toán, nhưng mà ông lại có những các cái sự trợ giúp của phòng tài chính kế toán ở đấy, và ông ấy tự học các cái vấn đề này, và ông rất là chịu khó đọc sách, đúng không? Và ông rất chịu khó đi học hỏi những cái người mà những người anh đã thành công rồi. Ông rất chịu khó đi gặp người chủ thầu này, người chủ thầu kia, hỏi xem cách như thế nào, hỏi cách làm ra sao. Thế rồi là gì? Về vấn đề quản trị điều hành thì cái thời kỳ sinh viên ấy, ông đã là hội trưởng hội sinh viên Đồng Hương Đông Anh, và ông ấy đã từng làm gọi là bí thư đoàn, bí thư liên chi đoàn khoa xây dựng. Cho nên là tôi giống anh tôi, khi mà tôi ở trường đại học hay là tôi sang bên London, tôi tự là thành lập ra tổng hội sinh viên Việt Nam tại UK. Toàn bộ hơn 5.500 sinh viên Việt Nam tại UK, và tôi đã xưng phong để đứng ra là quy tụ lại và thành lập hội sinh viên Việt Nam tại UK. Hay là bên chỗ Thái Lan cũng vậy, để tôi học cái kỹ năng và lãnh đạo, kỹ năng điều hành.
Thưa các bạn là nhiều lúc các bạn không dám xung phong làm lớp trưởng, không dám xung phong làm bí thư, không dám xung phong làm đội trưởng bởi vì các sợ bạn sợ là gì? Là ăn cơm nhà vác tù và hàng à tổng. Nhưng nếu bạn có một cái chí là chí phải là gì? Nếu như bạn có một cái chí ước mơ là bạn giàu có thể, cái gì mà nó tốt cho bạn, bạn chẳng ngại gì cả. Bất cứ cái gì nó tốt cho bạn thì bạn đều làm sao? Bạn đều thực hiện. Và đây chính là cái để giúp cho bạn là trang bị tất cả những cái gì? Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng điều hành, kỹ năng bán hàng, kỹ năng quản lý con người, kỹ năng quản trị tài chính. Tất cả từ cái việc đọc, việc học đó, để các bạn đạt được điều đó.